Trong năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phát hiện xử lý 227 vụ vi phạm hành chính, giảm 127 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là trên 6,3 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, rượu, xăng dầu, xe đạp điện, động cơ xe đạp điện và xe máy điện, được lực lượng chức năng ban hành 46 quyết định xử phạt hành chính gần 900 triệu đồng các hành vi vi phạm được lực lượng quản lý thị trường phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật hiện lực lượng quản lý thị trường tỉnh đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường để chủ động ngăn ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất kinh doanh hàng cấm hàng giả hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa nhập lậu hàng hóa không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác trên địa bàn trong đó chú trọng vào nhóm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết